Chào mọi người, hôm nay Laptop Nhật Phát lại giới thiệu một chiếc laptop thương hiệu Lenovo với mã sản phẩm là Lenovo IdeaPad Slim 5. Đây là hình thức của máy khi chúng ta bóc hộp sản phẩm và chúng ta cùng xem bên trong của máy. Máy được phân phối chính hãng bởi bên Dầu Khí và được dán tem Petrolimex các bạn nhé. Nắp lưng của máy được làm bằng hợp kim nhôm và bây giờ chúng ta cùng mở máy để xem bắt đầu thiết cài đặt cho máy khi mới bóc hộp. Đây là chiếc máy đã được tích hợp sẵn hệ điều hành Windows 10 bản quyền, nên là chúng ta khi bóc hộp máy ra là chỉ được khởi động lên và thiết lập một số cài đặt theo hướng dẫn của máy là xong. Về cơ bản, máy được trang bị đầy đủ các cổng kết nối như là cổng HDMI, cổng Type-C, jack loa 3.5 và bên cạnh phải của máy được trang bị hai cổng USB 3.2. Màn hình của máy dạng full viền và được trang bị một tấm nền IPS cho độ phân giải tương đối tốt và chúng ta có thể nhìn mọi góc độ mà nó không bị khó nhìn. Bây giờ đã đến bước chuẩn bị chúng ta cài đặt cho chiếc máy với những cái hướng dẫn. Đây là đang đến cái bước mà trợ lý ảo đang hoạt động và đến cái bước mình set up cái ngôn ngữ, để chúng ta chọn ngôn ngữ là tiếng Anh, rồi đến ngôn ngữ của bàn phím, tiếp đến là wifi. Thì để đơn giản thì trước mắt là chúng ta không nhập wifi. Nếu các bạn nào thích nhập wifi thì khi kết nối mạng thì hệ điều hành sẽ bắt các bạn phải nhập cái tài khoản của Microsoft luôn. Còn đây bên mình sẽ để không để các bạn khách hàng về tự điền vào. Ngoài ra còn một số tính năng phụ trợ nhưng mà chúng ta cũng chưa cần thiết sử dụng đến và chúng ta có thể không cần cài đặt mấy cái đấy. Bước cài đặt đã đến gần hoàn tất lúc ban đầu. Nhìn tổng quan về máy thì các góc cạnh của máy rất là mỏng, bàn phím thì có hành trình rất tốt, phím to rõ, màn 15.6 và tích hợp cả bàn phím phụ. Cái nhãn Lenovo được đính ở cạnh nhìn rất là gọn. Camera của máy thì vẫn còn mới, nguyên tem nguyên siêu chưa bóc. Webcam được tích hợp thêm một nắp tre để khi chúng ta không có nhu cầu sử dụng thì chúng ta sẽ tắt đi để tăng tính bảo mật. Bây giờ đã Win10 đã được khởi động. Giờ tiếp đến chúng ta thiết lập một số công cụ cơ bản. Trước mắt là bây giờ chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu wifi vào các bạn nhé. Rồi sau đó chúng ta đưa ra một số icon cần thiết như là microcomputer, rồi là control pin để chúng ta có thể cài đặt ngay trên desktop để cho dễ sử dụng, hoặc là một icon network, hoặc là user của máy. Rồi như vậy là đã đưa ra những cái icon cơ bản để chúng ta mở những cái thư mục nó sẽ nhanh hơn. Tiếp theo chúng ta nhấn chuột phải vào Zip PC
và chọn manager, sau đó chọn mục đích và chúng ta cùng chia ổ nặng. Máy đã sử dụng ổ có dung lượng 512GB, vì vậy là mình sẽ chia thêm một cái ổ nữa cho khách hàng, là thành ra là được hai ổ. Ngoài ra chúng ta có thể chia ra được rất nhiều ổ theo ý thích của các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn trên video thì mình có quay lại cái chia trực tiếp bằng liên hệ điều hành Windows 10 luôn, không cần phải dùng công cụ gì khác cả. Tiếp theo là chúng ta vào cài đặt một số cái tối ưu cho việc truy cập mạng này. Chúng ta có thể tắt cái tường lửa này và một số cài đặt khác như trên video đó. Khi ở những cái win bản quyền thì thường là nó có tích hợp những cái phần mềm diệt virus, nên chúng ta không thích chúng ta có thể xóa đi nhé. Đây là phần mềm MacAfe thì theo mình thì mình cũng không cần thiết sử dụng, vì lại mình sẽ xóa đi cho khách cho nó đỡ khỏi là chạy nhiều ứng dụng thừa. Sau đó thì chúng ta kiểm tra lại cái kết nối mạng và chúng ta có thể cài thêm một số trình duyệt như Chrome và Cốc để chúng ta tiện trong những cái công việc của mình. Như Chrome thì chúng ta sử dụng tìm kiếm, hoặc là các bạn muốn tải nhiều cái video, hoặc là tải nhiều trên YouTube, hoặc là tải các cái ứng dụng thì chúng ta có thể tải thêm Cốc về để hỗ trợ download những cái video bằng cái công cụ trình duyệt của Cốc. Mỗi một trình duyệt nó có một cái ưu điểm riêng, như vậy bình thường là cài cả hai, cả Chrome và Cốc cho khách hàng ấy. Như vậy mình đã cài là xong Chrome, bây giờ tiếp tục là sẽ cài Cốc cho khách hàng nhé. Đấy, chúng ta chỉ cần gõ Cốc sẽ ra và chúng ta vào mục tải xuống. Khi ấn tải xuống thì sẽ hiển thị mục cài đặt ở dưới và chúng ta chỉ việc click vào là bắt đầu chạy nhé. Sau khi cài đặt thì trình duyệt Cốc đã xong. Giờ chúng ta sẽ cài thêm một số ứng dụng nữa như phần mềm mà giải nén WinRAR hoặc WinZip, thì cái này các bạn có thể search Google các bạn download về. Và ngoài ra chúng ta có thể tải thêm Office tùy theo nhu cầu của các bạn, thì dùng Office 2010, 2013, 2019. Như vậy là quá trình chúng ta bóc hộp một chiếc máy mới và chúng ta set up như vậy là tương đối ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.